Còn nữa kia, không dọn nốt đi. Em gấu còn bé nên là mình sẽ dọn hộ em gấu nhá. Em còn bé, mình sẽ lớn rồi mình sẽ làm giúp em. Ừ thì em mẹ bảo em còn bé mà. Mẹ bấm giúp nào. Rồi. Chắc rồi đấy. Ok. Ok mẹ ơi. Có vừa không? Vừa. Thế thì cho ra đầu, cho đầu đằng này, đây mà. Đây. Ok. Đẩy cái chậu vào gầm gầm bàn đi. Cho vào cái thùng kia, thùng ở trên kia, thùng màu trắng đấy, ở chỗ cái bảng đấy, đúng rồi. Còn vẫn còn một thứ, cái ghế màu xanh đâu, để ở chỗ nào, chỗ của nó ở đâu?